Rồi, hello anh em nhé. Đó thì hôm nay tiếp tục cửa hàng xe máy Phương Nam, mình lại lên giới thiệu cho anh em một chiếc AB nha anh em. Đó, một con xe cực kỳ là đẹp anh em nhé, 2009. Đó, con này là phiên bản sơn màu 3D anh em nhé, màu 3D cực kỳ là đẹp luôn này anh em này. Đó, tem trên tem dưới 3D này. Đó, đời này là đời 2009 anh em nhé. Đó, đời này là đời một đèn này. Đó, phiên bản 2009 thì có FI xăng vô điện tử luôn rồi, nên đi rất là tiết kiệm nhiên liệu anh em nhé. Đó, lốp liếc là mới thay cho anh em, mới ken spen hết này. Đó, liềng lá thắng đĩa anh em nhé. Đó, còn chi tiết phần dàn áo này. Đó, nội thất cực kỳ là đẹp, ngoại thất có ok luôn nhá. Đó, dàn chân là còn rất là đẹp luôn nha. Đó, cổ vô thay cho anh em, cổ vô inox luôn nha. Đó, dàn bánh sau này, đó, Oppo kiểu luôn nhá. Lốp sau mới thay này. Đó, vành bánh đang còn rất là sang sạch sẽ nhá. Hiện tại con xe này đang được đăng ký biển Bình Dương 61D1, đó, 65734. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Đó, dàn bên đây này. Đó, lồi nhức côn kiếp này đang còn rất là ok nhá. Dàn chân đang còn rất sang sạch sẽ em nhá. Đó, bây giờ mình test máy cho anh em mình nghe thử nha. Đó, FI này. Đó, cái dòng này thì nói chung là đề mới vào đầu thì nó hơi kêu một chút xíu thôi, nhưng mà máy của nó thì cực kỳ êm nhá. Đèn thì rất là sáng này nha. Đó, đèn là xe đang nổ máy luôn. Rồi, đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu gì hết nha. Đó, xi nhan trái phải trước sau đầy đủ hết nhá. Đó, anh em nào có thiện chí với chiếc AB phiên bản 3D này, đó, thì bình luận phía dưới giúp mình nhá. Đây, cửa hàng mình đây anh em. Đó, cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn. Đó, anh em cần mua bán xe gì thì alo giúp mình nhá.